Xin chào, hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người cách vẽ dáng quyến rũ ha. Cụ thể hơn là dáng này đó. Đầu tiên mình sẽ vẽ đầu. Ở đây mình sẽ vẽ mặt hơi hất lên và nhìn thẳng về phía trước. Nhờ đó sẽ tạo được sự tự tin cho nhân vật. Đến phần thân mình sẽ vẽ ngực đẩy lên và hướng sang một bên, kiểu ưỡn ngực một cách sang chảnh. Còn phần dưới sẽ hướng sang phía còn lại. Nhờ sự uốn lượn này sẽ tạo nên các đường cong trên cơ thể. Để vẽ tay mình sẽ sử dụng các hình tròn nối với nhau bằng các đường thẳng. Tỷ lệ thì như trong video nha. Giờ vẽ chân thôi. Mình sẽ vẽ dáng chân đang bước tới như trong ảnh. Về tỷ lệ thì mọi người nhớ hai phần này bằng nhau nha. Chân đằng sau đang bước nên tỷ lệ sẽ khác một chút. Phát dáng xong rồi vẽ lại hoàn chỉnh là ok. Giờ thì mình sẽ vẽ các chi tiết. Hôm nay thì mình đã vẽ một nhân vật nữ với mồm một siêu to. À hi hi, thành phẩm là đây chứ đâu. Vừa rồi là những kiến thức mà mình đã học hỏi trong chiếc sổ bàn nãy đó. Nhớ follow để theo dõi mình ha.